Bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn về cách sửa lỗi mỡ trình duyệt trên phần mềm MacKey hoặc là Mac Hotmail. Ví dụ như là khi chúng ta chạy các tính năng bất kỳ, ví dụ dạy checkpoint hoặc là chạy tương tác ở trên phần mềm MacKey, chúng ta sẽ thấy báo là lỗi mỡ trình duyệt. Và cái trình duyệt Chrome nó mở ra 1-2 giây nó nháy tắt. Thì cái này nguyên nhân chính là do cái Chrome driver ở trong phần mềm ấy và cái Chrome driver của chúng ta đang dùng là ở hai phiên bản khác nhau. Để kiểm tra phiên bản này thì đầu tiên là ở phần mềm MacKey chúng ta chuột phải chọn Open File Location, sẽ tìm đến cái file là Chrome driver, ta bấm đúp chuột vào. Thì cái này thì nó đang báo là Chrome driver là 104.0.5112. Tiếp theo nữa là chúng ta mở cái trình duyệt Google Chrome lên, ta sẽ bấm vào cái dấu ba gạch, chọn vào Setting. Đến chỗ này thì chúng ta kéo xuống cuối chỗ About Chrome. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái version. Version của trên cái Chrome Google Chrome chúng ta đang dùng ấy là 117.0.5, mà ở trên cái phiên bản MacKey ấy, nó đang có 104.0 thôi. Thì hai phiên bản nó sẽ khác nhau cho nên nó sẽ không chạy được. Thì để chạy được ấy thì chúng ta sẽ vào trình duyệt Chrome này. Chúng ta sẽ gõ từ khóa là Chrome driver download. Chúng ta sẽ đến cái trang đầu tiên. Và chúng ta sẽ để ý xem là cái phiên bản Google Chrome ở trên máy chúng ta đang là bao nhiêu. Ví dụ như là lúc nãy Google Chrome ở trên máy chúng ta đang là 117.0.59.93. Thì chúng ta sẽ để ý này, chúng ta đọc này, nếu mà nó bảo là nếu mà chúng ta đang sử dụng Chrome trên 115 ấy thì chúng ta sẽ click vào đây. Đấy, mình bấm vào thì nó sẽ có bản 117 này. 117.0.5938 132, đó là cái bản này. Bản table ấy thì chúng ta kéo xuống dưới ấy, đúng cái phiên bản này rồi, 117.0.5938. Đấy, chúng ta sẽ tìm đến cái dòng là Chrome driver có cái chữ Win32, sẽ copy toàn bộ cái đường dẫn này, chuột phải chọn là go to. Đấy thì phần mềm nó sẽ tự động nó tải một cái thư mục là Chrome driver Win32 về. Thì công việc của chúng ta giải nén cái thư mục này ra. Và bên trong cái file giải nén ấy thì nó có một cái file chrome-driver.exe. Các bạn chuột phải này, chọn là copy. Copy xong thì chúng ta sẽ ra cái phần mềm ra ngoài màn hình desktop. Khi đấy thì chúng ta sẽ click vào chuột phải vào cái MacKey, chọn là Open File Location. Ta sẽ paste cái chrome-driver vào. Đấy, trong trường hợp mà nó bảo là cái Chrome driver này đang được sử dụng bởi một cái phần mềm khác cho nên nó không cho paste ấy, thì anh chị mở cái phần mềm MacKey lên, click vào Close Chrome driver. Đấy, sau khi click xong ấy thì mình quay ra mình paste lại thì sẽ paste được. Đấy, đấy, như thế này là chúng ta đã copy thành công rồi. Thì click chuột vào, click đúp vào cái Chrome driver ở trong cái thư mục cài tool MacKey ấy, kiểm tra xem nó đúng phiên bản chưa. Đấy, nó 117.0.5938, như thế này là ok rồi. Kể cả khi đấy chúng ta sẽ update luôn cho cái thằng Mac Hotmail, cũng chuột phải Open File Location. Sau đấy cũng paste cái Chrome driver vào, Ctrl V paste vào. Đấy, kiểm tra cái Chrome driver này nó ở trên thằng Mac Hotmail ấy nó cũng đúng cái phiên bản là 117.538 là được rồi. Đấy thì sau khi đấy để kiểm tra lại cho chắc chắn hơn ấy, mình sẽ tắt đi, mình sẽ dùng cái phần mềm MacKey này chọn là bôi đen cho chạy tầm độ khoảng vài tài khoản để kiểm tra thôi. Khi đấy thì bấm vào chạy tương tác. Nếu mà nó mở ra cái trình duyệt như thế này là ok rồi, như thế là đã được fix rồi. Thì hẹn các anh chị và các bạn ở trong các cái video tiếp theo.